Vậy đó là điều ai cũng phải trải qua: căm giận, đau khổ và tự dằn vặt chính mình. Đã bao lần tôi tự hỏi cô ấy có trở về an toàn. Cái mất mát ấy làm tôi suy nghĩ về số mệnh của mình. Phải chăng như một định mệnh trước khi đến với lúc ấy? Nhưng rồi tôi phải tìm hiểu đằng kia là ai và họ đến đây làm gì. Và tôi bước đi trong tiếng nổ vang xa. Bỗng dưng tôi gặp cô ấy, cũng gào thét, cũng đau thương tột cùng. Những phát súng chát chúa chẳng thể bỏ mặc cô ấy như thế. Tôi phải giúp cô ấy. Chúng tôi chỉ biết chạy, chạy để thoát khỏi số mệnh của mình, chạy để tìm ra lối thoát cho chính mình trước khi thời gian kết thúc. Dừng, tôi nghe thấy tiếng kêu của một người đàn ông. Đẩy cô ấy đi. Tôi chạy đến bên con người này. Tôi phải cứu bằng được anh ta. Anh ấy ngã xuống trong vòng tay người anh ta yêu quý nhất trong cuộc sống này. Dường như còn đau khổ hơn khi thấy người chết sống lại, chỉ để nói lời vĩnh biệt. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, tôi quyết định chạy ra và làm mồi nhử cho tên sát thủ này. Họ nói với tôi rằng thời gian kết thúc là khi cuộc chơi sẽ dừng lại
và hắn sẽ chẳng thể nào gây được nguy hiểm gì đối với tôi nữa. Tôi bước tới một nơi rất kỳ lạ, những bức tường trắng bao quanh, và tôi không đổi chiếc mũ của cuộc chơi nữa. Nhìn quanh mới thấy phía trước là một cô gái với vẻ mời mọc đầy quyến rũ này. Phải chăng đây là phần thưởng cho kẻ chiến thắng? Phát súng ấy vang lên chẳng thấy chần chừ. Tôi quyết định quay trở lại với người đồng loại của mình. Tôi tóm lấy cô ấy chạy lao ra khỏi vùng nguy hiểm. Viên đạn găm vào lưng tôi cho tôi biết đây là cái kết của mình. Rồi cũng cái không gian ấy mà cô gái kia phải rơi vào. Cái sự lựa chọn giữa cám dỗ và thực tại. Giáng chơi mới, tôi xin mời người chơi quay lại bàn.